Chào mừng các bạn đã đến với Hoa Văn Đề Canh. Mình là Huỳnh Anh. Rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quy trình sản xuất đề canh như thế nào và sẽ trải qua những công đoạn gì. Các bạn đã sẵn sàng thế nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá chuyến hành trình này nhé. Đầu tiên, bản thiết kế bạn chọn sẽ được gửi đến phòng thiết kế. Tại đây, các kỹ thuật viên của Hoa Văn Đề Canh sẽ xử lý và cân chỉnh. Sau đó, kết nối với máy cắt và thực hiện cắt mỗi lần một màu. Hoa Văn Đề Canh sử dụng dòng máy cắt đề canh chuyên dụng cao cấp với công nghệ hàng đầu được sản xuất tại Nhật Bản, có thể cắt bất kỳ hình dạng kích thước nào, từ hình, chữ hoặc logo cho đến những mẫu thiết kế phức tạp khác. Lưỡi dao của máy cắt được điều chỉnh lực cắt phù hợp nhất sao cho không cắt xuyên qua phần giấy lót. Đề canh Oracle 631 sau khi cắt sẽ gỡ bỏ các phần thừa bên ngoài một cách khéo léo và tỉ mỉ để cho ra được phần mẫu như đã thiết kế. Phần đề canh thô sẽ được các bạn kỹ thuật viên phủ lên đó một lớp màng định vị giúp cho việc dán lên bề mặt trang trí dễ dàng hơn. Ngoài ra, lớp màng định vị này còn giúp cho mẫu thiết kế được cân bằng tuyệt đối, giúp tiết kiệm thời gian hơn so với kiểu dán đề canh truyền thống, dán từng hình, từng chữ như trước đây. Sau video lần này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất đề canh Oracle 631 và mọi thắc mắc của các bạn sẽ được Hoa Văn Đề Canh giải đáp vào số hotline bên dưới nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.